chiều nay tâm hồn nhớ thương dạt dào, lòng em hướng về chốn biên cương xa thẳm mịt mù. Còn đây dòng thư nỗi nhớ của người lính xa, lòng vắng ước mơ thiết tha cho ta tròn đồi, chung lo xây đời giữ yên làng quê biên giới, sớm thôn miền lành có tin chúng mình đẹp. Chiều nay nhận được tin anh nơi miền biên giới, cầm lấy phong thơ nghe tâm hồn xao xuyến, muốn mở ra xem nhưng còn nghe thẹn trong lòng. Bao
mình mới hay là đang thốn thức đầu canh. Đây lá thơ xanh em viết cho anh lời thơ lời nhớ, để lúc nhớ em nhớ về kỷ niệm anh mở ra xem cho thỏa nỗi mong chờ. Đừng dối kết em sao quá hờn hờ, thư viết ngắn nhưng nghĩa tình sâu đậm, vì có lời lẽ nào nói hết chuyện tình yêu. Nhớ đến anh em nhớ thật nhiều, những biên giới đang gần người chiến sĩ. Anh hãy an tâm mà hoàn thành công tác, vì lòng em chỉ có anh người chiến sĩ biên phòng. Cho Nguyễn Thị Tho đã hoàn thành phần dự thi của mình. Hôm nay thì bạn cũng đầu tư một chiếc áo dài trắng, rồi cả bông tai, rồi diện mạo rất là đẹp khi mà được xuất hiện ở tại sân khấu của Bông Lúa Vàng. Thế thì mình tự chấm điểm của mình trước, xem như thế nào ạ? Thử thách chút xíu. Giờ điểm A hài lòng, điểm B chưa hài lòng lắm, còn điểm C dạ còn nhiều điều trăn trở. Giờ mình chọn A, B hay C? Dạ vâng, chưa hài lòng lắm, tại trong lúc hát, lúc mình ở nhà mình diễn đạt thì mình cảm thấy rất là sung sức và hăng hái, nhưng mà khi mà bước lên đây rồi nó không rung thì cũng không phải, cũng có chút xíu đi, nhưng mà nó bị tuột đi một cái phần nào đó mà mình cảm thấy mình hát ra nó không có vừa lòng lắm. Dạ, ở nhà mình chuẩn bị 100 thì vô đây chừng 70-80. Dạ. Vậy thì xin mời hội đồng giám khảo sẽ có những chia sẻ để chị có thêm kinh nghiệm. Dạ xin mời ạ. Chào em gái. À, có một cái dốc người nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. À, thật sự thì em có một cái giọng tốt và ca có nội tâm. Em mà nếu có người biết chỉ em ca diễn là em sẽ giỏi lắm á. Một cái bài ca mà em cầm xuống một cái lá thơ đó là do em quy định hay ai chỉ em vậy? Dạ không. Dạ tại đứng ở đây nếu mà dục ở đâu nó lung tung thì nó rất là ngại. Cho nên em cầm suốt luôn à. Đọc lá thơ người yêu phải không? Dạ. Đó, ý anh hỏi đây là gì? Ví dụ như em cầm cái lá thơ đó phải không? Em ngồi xuống đó, em đọc cái lá thơ trước khi rao đờn. Đờn rao lên từ từ mình cảm nhận lá thơ đó, xong mình ca cứ ca. Chứ mình cầm cái đạo cụ mà mình không có ý diễn gì hết trơn. Giống như là cái tay này cũng bị chết đúng không? Thì thôi cái đó kinh nghiệm về diễn xuất. Nhưng mà về trở lại giọng ca nói nè. Em á, cái giọng có cái hơi gió rất là bén, rất ngọt. Nhưng ở đây chưa điều tiết được hơi. Là ví dụ chỗ nào có đàn thì em lại ca 9 giây. Còn lúc mà không đàn là em không điều khiển được cái giọng của em. Giống như hai cái câu vô của em đều phô dây đàn hết. Và thậm chí nó lạc gần lên nửa tông á. Em có thấy được điều đó không?
phải nghe đàn nhiều và đừng ca lớn. Về em nghe đàn nhưng em ca nhẩm theo. Trong lúc mình thử, mình ca nhẩm mà rớt xuống rồi nó ăn đờn hay không. Còn em cố một cái là nó sẽ nhóng liền. Đó là cái nhược đó rất là lớn. Mà cái này, cái bệnh này rất khó trị nha. Anh đã từng đi dạy rồi, thấy bình thường sao ca hay quá, mà tự nhiên ra có khán giả hứng cái bắt đầu bị nhóm dây. Cái đó là bị cố. Mình cố gắng quá cũng bị lố cũng không được. Cho nên mình phải ca, mình phải điều tiết làm sao nghe được cái dây đàn cho nó chuẩn. Những cái lúc mà cái vô dụng cổ tự do vậy nguy hiểm lắm. Và cái người nghe xuống cái tưng không ăn dây đàn là người ta mất thiện cảm rồi. Rồi một cái bài Phụng Hoàng. Vô bài Phụng Hoàng cái chỗ cái nhịp đó ca cũng bị sớm chút. Cái nhịp sau lấy lại nhưng mà cái nhịp trước cái nguyên tắc không có được ca vậy. Phải vô cái nhịp thì nó mới tốt. Chứ còn ca vậy thì nghe nó cảm thấy người ta thấy nè. Rồi bị trao nhịp rồi. Gọi là trao nhịp chứ không phải rớt nhịp. Thôi thì anh nghĩ rằng cái bài ca này em thể hiện mới có tròn thôi chứ còn chưa có xuất sắc, chưa có tốt, nhất là cái lạc giọng của em ha. Rút kinh nghiệm những gì anh nói, nếu mà thấy anh nói cái điều đó đúng thì lắng nghe. Rồi bây giờ mình đến với số điểm hội đồng giám khảo và xin mời hội đồng giám khảo. Thưa quý vị, 19,32 là điểm số mà thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải dành cho bạn thí sinh. Số điểm giám khảo Thanh Hằng dành cho Nguyễn Thị Tho, số báo danh 153, 19,15. Và như vậy mình còn một số điểm công bố phần cuối chương trình. Chúc Tho gặp nhiều may mắn. Mời Tho vào trong.